Kính chào các bạn nhé. Hôm nay ngày 30 tháng 11 năm 2022 thì tôi đang đứng ở đây ở ngay trước cái khu tòa án thượng thẩm, tòa án tối cao của bang Berlin, nơi đang xét xử vụ người được cho là mật vụ của Việt Nam trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, là người thứ hai đã bị bắt giữ và dẫn độ sang Đức vào từ tháng 6 năm nay, đó là ông Lê Anh Tú. Trong phiên tòa buổi sáng nay tôi đã chứng kiến ở đây bên trong thì đã diễn ra rất là nhiều những cái tình tiết mới, bao gồm như là việc ông những cái viên cảnh sát an ninh điều tra của Cộng hòa Liên bang Đức, họ đã điều tra về cái vụ xét xử này, đã đưa đến vụ xét xử này nhiều cái thông tin mới nhất, đó là việc mà họ đã sang Slovakia, họ thẩm vấn những cái người mà trong cái chuyến bay, tức là những cái người phục vụ, những cái phi công trong cái chuyến bay của chính phủ Slovakia, dùng máy bay của họ cho ông Tô Lâm mượn, và sau đó là được cho rằng đã chở ông Trịnh Xuân Thanh để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Ngoài ra họ cũng phỏng vấn cả những cái cán bộ an ninh của Slovakia ở bên đó khi tháp tùng cái đoàn công tác của chính phủ Slovakia gặp ông Tô Lâm. Mà cuộc gặp đó chỉ diễn ra rất ngắn thôi các bạn nhé, nó chỉ diễn ra có 40 phút. Trong khi đó thì trong phiên tòa mọi người cũng đặt câu hỏi là tại sao ông Tô Lâm của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam lại chuẩn bị một cái chuyến đi rất là kỳ công như vậy, nhiều người như vậy, hơn 10 người, mà cuối cùng chỉ để gặp có 40 phút ở một cái khách sạn. Đấy là cái câu hỏi đặt ra. Và trong phiên tòa thì nhiều cái cáo buộc cho rằng là ông Tô Lâm đã sử dụng cái chuyến đi này, cái sự quan hệ của ông ta trước đó với Slovakia để mượn máy bay của chính phủ Slovakia để bắt cóc. Thì trong tình tiết được đưa ra rất nhiều những cái vụ việc khác nhau được miêu tả. Và cái nhân viên an ninh của Slovakia khi họ kiểm tra hộ chiếu của những cái cán bộ ngoại giao cũng như là cán bộ an ninh của Việt Nam khi lên máy bay của Slovakia để từ đó bay về Moscow ấy, thì họ đã thấy rất ngạc nhiên rằng là trong đó có một người có tên là Việt thì lại mang hộ chiếu của Việt Nam mà không phải hộ chiếu ngoại giao và không hề có dấu nhập cảnh, tức là cái người này là đi từ Schengen, tức là từ châu Âu đi ra chứ còn không có dấu nhập cảnh. Thế thì phía Việt Nam giải thích thế nào về cái việc này? Thì bên một cái cán bộ của Bộ Nội vụ Slovakia sau khi được hỏi thì họ nói rằng là phía Việt Nam nói rằng là cái người này là trước đây là mang hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam vào Schengen, nhưng sau đó vào châu Âu rồi họ bị mất hộ chiếu và họ đã phải làm lại hộ chiếu này ở một cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở châu Âu, và chính vì vậy mà họ là không có cái dấu đi vào trong lãnh thổ châu Âu. Mà về nguyên tắc nếu mà không có dấu như thế này thì là không được phép xuất cảnh, tức là cái người mà sĩ quan an ninh tại sân bay là được phép là không cho người này xuất cảnh, bởi vì là họ phải điều tra, họ phải làm rất là nhiều những thủ tục khác. Thế nhưng mà sau đó rồi thì cái người phụ trách nhóm này thì có điện cho Bộ Nội vụ của Slovakia lúc đó, và người đứng đầu là ông Robert Kalinak, thì được nói rằng là thông tin là như vậy, tức là cái người Việt Nam này, là cán bộ Việt Nam này bị mất hộ chiếu cho nên làm lại, chính vì vậy mà không có cái dấu nhập cảnh vào Schengen và vào châu Âu. Thế nhưng phía cảnh sát Đức, an ninh Đức thì họ nghĩ rằng là đây chính là ông Trịnh Xuân Thanh, ông này với cái tên Việt Nam và tên là Việt, là phải làm giả hộ chiếu, tức là hộ chiếu thật nhưng mà không có dấu nhập cảnh, chỉ có dạo ra thôi, nhưng mà với một cái tên khác, tên giả để xuất ra, để đi ra khỏi lãnh thổ của châu Âu. Thì đấy là cái điều rất đặc biệt. Phía Đức thì họ cũng tìm cách họ hỏi một số cái người tiếp xúc và cán bộ an ninh của Slovakia khi đó, nhưng mà dường như là họ nói rằng là trong phiên tòa này là dường như là cái người nhân viên Slovakia đó họ không muốn nói chuyện về cái vụ việc bắt cóc này, cái vụ việc xảy ra này, và họ dường như là bị sức ép nào đó ở phía chính quyền của Slovakia hay ở phía sếp, tức là cái người điều hành, cho nên họ không muốn nói. Thì đây là một cái nghi vấn rất quan trọng và sẽ dẫn đến cái chuyện mà có thể là Slovakia sẽ lại khởi tố tiếp tục về cái vụ này, bởi vì nó không được làm việc rõ ràng, không được rõ ràng, và ông Tô Lâm sang rất chớp nhoáng rồi đi luôn. Đấy thì đấy là cái thông tin rất mới, là có một người Việt Nam có một hộ chiếu mà không có dấu nhập cảnh vào khối châu Âu mà lại ra trong cái chuyến máy bay đó. Và tiếp tục nữa là trong cái lời khai ngày hôm nay ở trong phiên tòa này thì họ cán bộ điều tra của Đức họ cũng nói rằng là khi mà lấy thẩm vấn cái người nhân viên an ninh ở sân bay ấy, thì họ có nói rằng là có thấy một trong đoàn người Việt Nam thì có thấy có một người bị dìu, có hai người dìu hai bên, một người giống như say rượu. Thì bên an ninh Slovakia họ hỏi thì đấy là ai và như thế nào, thì họ phía Việt Nam nói rằng đây là cái ông này bị uống rượu nhiều quá, ông say cho nên là phải dìu ông lên để ra máy bay. Thì đấy là cái điều mà lại một cái nghi vấn rất quan trọng
mà phía an ninh Đức có thể đặt câu hỏi là cái người đó liệu rằng có đúng là ông Trịnh Xuân Thanh hay không. Và thêm một phát hiện nữa là trong cái số visa vào khối Schengen và châu Âu này được cấp cho cái đoàn Việt Nam sang gồm có 12 người, tổng cộng là 12 người, gồm có ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm và tất cả tổng cộng là 12 sĩ quan trên máy bay này, thì có 8 người được cấp visa bình thường để đi vào châu Âu, mà do là Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội đã cấp cái visa này cho 8 người này. Thì đấy, đây là cái câu hỏi cũng đặt ra là vậy tại sao Sứ quán Pháp lại cấp visa cho cái đoàn 8 người Việt Nam này đi vào châu Âu và sau đó họ bắt cóc. Vậy ai đã cấp, ai đã ký ở Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội? Thì đây lại là tiếp tục một tình tiết rất mới nữa và sẽ chắc chắn sẽ có những cái chia sẻ tiếp của cán bộ an ninh. Tiếp theo, trong cái hồ sơ mà cảnh sát Đức khai trước tòa này thì họ có, sau khi bắt giữ được ông Lê Anh Tú tại Séc và dẫn độ sang Đức, và họ có thu được một chiếc điện thoại iPhone. Thì trong chiếc điện thoại iPhone này thì có lưu rất nhiều dữ liệu và nó lại kết nối với iCloud, tức là những cái thông tin cũ rồi nọ kia, thì họ đang tìm cách để khôi phục những cái đó. Thì họ thấy rằng là có rất là đầy đủ những cái thông tin, có cả số điện thoại của ông Đào Quốc Oai là một cái người mà liên quan trực tiếp trong vụ bắt cóc này, đang chạy trốn về Việt Nam, cho rằng ông ta đang ở Hải Phòng, đang trốn ở Hải Phòng. Đấy là ông Đào Quốc Oai. Và trong cái điện thoại thu được của ông Lê Anh Tú đó thì họ phát hiện ra cả một cái hồ sơ bất động sản. Đấy, rất lớn, và tính là trị giá nó khoảng, nếu mà dịch ra tiếng Việt ấy, tức là cái hợp đồng mua bán ở đó, bất động sản của ông thì nó trị giá 200.000 euro. Thế đây là số tiền rất lớn, mà nếu mà ông Lê Anh Tú chỉ là một cái người lái xe bình thường, không có ăn lương, thì không thể nào có tiền để mua được cái bất động sản lớn như thế. Thế thì câu hỏi đặt ra là ông lấy tiền đâu để mua bất động sản đó, và ai đã cung cấp tiền đó cho ông ta, và ngoài cái bất động sản đó thì ông ta còn cái gì ở Việt Nam nữa hay không. Thì phía Đức họ đang tiếp tục điều tra cái điện thoại, cái thông tin trong cái điện thoại mà bắt giữ được của ông Lê Anh Tú này, để tìm thêm những thông tin mới. Và cái thông tin về ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, thì cũng luôn liên tục được nhắc tới trong phiên tòa ngày hôm nay. Đó là việc cái chuyến đi công tác gọi là châu Âu của ông ta thì không hề có những thông tin ông ta làm việc với bất cứ một cái chính phủ hoặc một cái cơ quan tổ chức nào ở châu Âu trong cái thời gian vào tháng 7 năm 2017 khi mà đi bắt cóc cả, mà chỉ có sang Slovakia sau đó là để mượn máy bay bắt cóc thôi. Và trong cái chuyến đi của ông ta từ Pháp sang Prague, tức là sang Praha ấy, thì ông ta phải mua vé máy bay loại thường, bởi vì không có chuyến vé, không có máy bay, và cũng không có vé bay thương gia, và chỉ có 3 vé máy bay thương gia, và trong đó có 1 vé máy bay thường, như vậy 4 người bay và chỉ có 3 vé thương gia và vé thường, để ông ta bay hết sức bình thường từ Paris sang bên Prague, để sau đó là từ Prague, tức là Praha, lại bay sang dùng chuyến cơ của chính phủ Slovakia đón ở đó, bay về Bratislava, và từ Bratislava đi về Boris Hote và về Brussels, sau đó là họp chỉ có 40 phút thôi. Sau đó, sau 40 phút thì ông ta lại lên máy bay từ Bratislava cùng với cái đoàn, tức là thêm 8 người nữa, tức là có 4 người bay từ Praha về Bratislava, tức là về Slovakia, nhưng mà từ Slovakia bay đi về sang Moscow thêm 8 người nữa, là thành 12 người, tức là cái đoàn tăng lên rất lớn, rất nhiều. Đấy, thì có những cái người phụ trách việc an ninh ở trong cái đoạn của Slovakia hôm đó ấy, họ cũng có miêu tả lại là có nhìn thấy người được dìu, và phía Việt Nam thì nói rằng đấy là người bị say rượu. Đấy, thì đây là cái điều mà rất đặc biệt. Và theo thông tin của Bộ Ngoại giao Đức tiết lộ trong phiên tòa ngày hôm nay, do một cái lá thư gửi đến tòa, thì được ông chủ tọa phiên tòa có đọc cái thông tin đó, thì được biết rằng là ông Trịnh Xuân Thanh vào tháng 10 vừa qua, năm 2022, trong một cái bên cạnh, tức là bên lề một cái phiên tòa tại Hà Nội nào đó, thì đã được gặp phía đại diện đại sứ quán của Đức với hai cái cán bộ an ninh Việt Nam canh giữ để trao đổi những thông tin, hỏi về sức khỏe và mọi cái điều kiện khác. Và phía Bộ Ngoại giao Đức thì cũng thông báo rằng là chưa thấy cái chỉ dấu nào cho thấy là phía Việt Nam thực hiện những yêu cầu của Đức, đó là trả lại nguyên hiện trạng, có lẽ nghĩa là đưa trở lại ông Trịnh Xuân Thanh về Đức, thì họ nói rằng là họ chưa thấy có thông tin nào như vậy. Như vậy là trong thời gian ngắn hạn sắp tới thì chúng ta cũng chưa thể thấy rằng ông Trịnh Xuân Thanh có thể về trở lại Đức được hay không, bởi vì nó cũng chưa có chỉ dấu về phía Việt Nam cung cấp cho phía Đức là sẽ thực hiện điều đó. Và cũng nhân cái việc ngày hôm nay đang tường thuật ngay trước cái sảnh phiên tòa của tòa, ở bên trong này là khu an toàn, đấy các bạn thấy những cái hàng rào đỏ này, đấy là khu an toàn, trong đấy là tòa.
nhưng mà tôi tại sao tôi không vào đấy được để quay, bởi vì một số người bạn nói là tại sao không quay ở trong tòa phát lên mà cứ đứng ngoài quay. Nhưng thực ra bởi vì có thẻ báo chí cho nên tôi mới có thể đứng đây để quay cho các bạn, chứ bình thường thì không được phép mang điện thoại hoặc là chụp ảnh quay này đâu. Còn vào trong kia thì tôi đối là không, bởi vì đấy là phiên tòa đang diễn ra và chưa, họ mới là bị cáo thôi chứ chưa phải là cái người tức là có phán quyết của tòa, cho nên là không thể nói là có thể mang máy vào trong đó để quay để phục vụ mọi người được. Và ở Đức thì khi mà chưa có tội, chưa có cái phán quyết của tòa thì anh không được phép quay người ta. Cho nên trong kia bên cái nhà, cái chỗ cái hàng rào đỏ ấy, sau cái đó đấy là cái chỗ khi mà vào đấy phải kiểm tra rất kỹ, như tôi chẳng hạn thì phải mang để toàn bộ cặp sách rồi là giấy tờ và mọi cái ở bên ngoài, nó có chỗ để và phải đứng, còn quay thì chỉ được phép đứng đúng chỗ này quay, còn cũng không được phép sang bên kia, sang bên kia quay là cũng không được. Đấy, bên kia là cái khu khác rồi, là không được phép quay bên đó, bởi vì đấy là nó có thể ảnh hưởng đến những cái người đi lại và cái khuôn mặt người ta vào trong màn hình là không được phép. Và chúng tôi chỉ được phép đứng ở đây, tức là cái cửa số 700 này, các bạn nhìn thấy số 700 đấy, đây số 700 đấy, đấy, cửa số 700 này, tức là toàn bộ cái chỗ này là tôi được phép quay và chỉ đứng ở khu vực này quay thôi. Đấy, và cũng chỉ có mình tôi thôi, chứ còn cũng tôi cũng không thấy chứng kiến là các đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đến đây để bảo hộ, làm công tác bảo hộ công dân. Như lần trước ông Nguyễn Hải Long thì là có, nhưng lần này thì ông Lê Anh Tú thì không có, và cũng chẳng có đại phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam của VTV4 có mặt để mà tường trình cái phiên tòa này để phục vụ người dân, hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Thì điều đó là rất là thất vọng, bởi vì họ ăn lương của nhà nước, tức là tiền thuế của dân, nhưng họ đã không làm, không phục vụ nhân dân. Cuối cùng phải để cho cuối cùng là báo chí như chúng tôi, là những người mà báo chí tự do, thì chúng tôi tường thuật trực tiếp. Và cái người Việt Nam đến đây dự thì cũng rất là ít, bởi có lẽ họ cũng hay ngại vào những cái hình như thế này để đưa lên thì sợ chăng là an ninh Việt Nam thế nọ thế kia. Nhưng ở Đức là đất nước tự do và dân chủ, và có tự do báo chí, cho nên là chúng tôi thực hiện đầy đủ cái quyền của mình, cũng như là luôn luôn truyền hình trực tiếp và đưa thông tin sự thật nhất đến các bạn biết về cái vụ việc này. Và đấy, bên trong kia các bạn thấy đấy, sau cái cổng màu đỏ đấy là tòa án. Và lát nữa đây, sau 13:30 thì phiên tòa lại tiếp tục, bây giờ đang nghỉ trưa. Thì sau đó thì khi có kết quả mới thì tôi sẽ tiếp tục truyền hình trực tiếp và gửi đến các bạn. Vâng, từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Ngày hôm nay 30 tháng 11 năm 2022, ngay trước cái phiên tòa xét xử người được cho rằng là mật vụ Việt Nam, ông Lê Anh Tú, trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, và phiên tòa tiếp tục sẽ diễn ra vào buổi chiều nay tiếp tục, và chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật khi có thông tin mới nhất. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de cũng như Facebook của Lê Trung Khoa để thường xuyên cập nhật được những thông tin mới nhất, trung thực nhất, được truyền hình trực tiếp cũng như được chia sẻ từ khắp nơi trên thế giới, về trong nước cũng như trên thế giới, phục vụ các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn.